Mua cổ phần Sabeco, Thái Beck muốn tách mảng bia để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sản Singapore vào năm 2020 nhằm mục tiêu huy động 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng nhiều chuyên viên phân tích cho rằng mục đích thực sự của động thái này nhằm tìm người mua lại cổ phần tại công ty con Sabeco, vốn đang được định giá rất cao. Đề xuất IPO của Thái Beck định giá mảng bia của tập đoàn này lên tới 12 tỷ đô la Mỹ, và nếu được thực hiện, thương vụ này sẽ là IPO lớn nhất trên sàn chứng khoán Singapore trong gần một thập kỷ. Thái Bép, do tỷ phú Thái Lan Charun Sirivat Hanahak đi sở hữu, nổi tiếng nhất nhờ thương hiệu bia Trang. Năm 2017, Thái Bep chi ra gần 5 tỷ đô la Mỹ để nắm quyền chi phối tại nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam, Tổng Công ty Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn, Sabeco. Việc tách mảng bia có thể cho phép Thái Bep đưa ra một mức định giá cao hơn cả mức định giá chung của cả tập đoàn. Cổ phiếu Thái Bep hiện giao dịch với mức P trên E dự phóng 12 tháng là 19 lần nếu thương vụ này được định giá ở mức 2,5 tỷ đô la Mỹ thì đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất của Singapore kể. Từ năm 2011, cổ phiếu Thái Bép đã tăng 48% trong năm nay, trong khi chỉ số tham chiếu SET của Thái Lan gần như giữ trạng thái đi ngang.